Ôi, tiếp tục cuộc hành trình buổi chiều nào. Rồi chính thức đi vào rừng thông này. Ôi, vừa ăn cơm trưa xong no mệt chèo, tự căng hết cái bụng. Có đủ chưa? Chẳng thì để ăn chứ. Tối nay dùng khẩu đủ xê thì ủng xạ. Tay 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 tay, nay tay lại. Liêu nó. Thủ này lên. Mấy em chú cháu đạt đến độ cao nhất định đấy. Lên đây kiểu không khí loãng nhỉ, khó thở thật. Màu rét nữa. Khó thở đấy. Giờ chắc phải tầm hơn 1.600 đấy. Sau mặt nước biển. Với cả nhiệt độ bây giờ nó đang ấm nhưng chắc là về tối ngày hôm nay chắc là rét. Khoảng 5-6 độ C là cái chắc. Đây, quán đi anh em phát hiện ra một cái đường đi của con chuột. Nhìn trơn nhở. Tặng con gì? Nát hết cả cổ này. Chủ di chả được. Đặt cái bẫy vào đây xem. Cái nước bẫy trên bằng. Rê Khang. Tưởng đang lên. Mình bật đi. Gần bẫy là nó hơi mấp. Dao dao ra này này. Nên mình bới đi nó có nghe đến mùi mình đâu. Cái dấu nó phải kiểu như có cái độ ấy. Từ dao quá. Mùi thì là đặt bằng củ sắn, khoai mì. Chắc tối đi nhấc bẫy được ấy. Ngày mai. Nhấc xong không được thì chuyển đường khác. Đúng rồi. Nhớ ấy, khu này chú anh em 3-4 anh em mà quên khu này. Ở khu vực này nó là một cái hòm suối ngày xưa ấy, có nước. Thì bây giờ nó thành cái vũng, nó sắp san nước rồi. Chắc tối nay anh em mình đây là cái địa điểm để mà soi ếch, bắt con ếch rừng. Khá lý tưởng vì cái con này cái đặc tính nó là sống, nó phải có độ ẩm. Có một cái hoa gì mà đẹp này. Đây, mọi người có nhìn thấy trên kia cao kia không? Cái quả đồi bên kia đối diện này. Rất là nhiều cái cây giang ấy. Người ta lấy măng giang ấy. Bây giờ nó lên cái măng, cái mụn măng già nó mọc cao không kìa, màu trắng trắng kìa. À đấy, chắc đây là cái địa điểm lý tưởng nhất để mà anh em chú cháu ở đấy dựng một cái lều tạm đây. Ngủ tạm qua đêm. Bên này là giáp rừng già. Còn đây là cái hòm suối, nó sắp san nước này. Đó. Còn khu vực này thì là đây. Cái bãi này nó bằng phẳng này, tí làm cái lều tạm này. Ngủ đêm cho ấm. Ở trên nóc thì lại có lá thông nên nó che chở. Cái thông to này. Cái sao nhỉ? Hay đặt chỗ này đi. Lý tưởng. Gió thì đây nhiều cây, hai bên bốn bề này làm sao mà sợ gió này. Sợ sương thôi, nên phải làm mái. Chim nó ỉa trắng ở đây này. Nó to lắm. Vành được 6-70. Đấy, đây là cận cảnh của cái rừng già mà có nhiều cái cây giang nhất này. Trắng xóa bên kia kìa. Đấy là những cái mụn măng nhỉ, nó quá lứa nhỉ. Nó mọc cao lên hết, sắp thành cây rồi. Cái này mới mùa măng, lên đây đi măng thoải mái. Được cái bãi này, nó là cái cỏ này này. Cỏ may này rất là thích hợp để mà cắm trại, picnic các kiểu, làm lều tạm. Thoáng, đẹp. Thêm cái bẫy đây nhỉ.
Đây có vắt à? Mấy cái mảng vắt. Pin cổ may này có vắt à? À, đang sát cái suối ẩm như có. Đây là phàng thì tối nhỉ? Càng đi vắt hơn. Phàng thì cũng về tối cọp lại. Bắt ra rồi. Ui. Chạy 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 nhiều vắt quá. Cái dấu vết bọn sóc rừng nó ăn quả thông này, làm vãi đầy rơi đầy gốc này. Bọn ăn khôn thế, quét hết cái hạt xong nó trơ lại cái cùi. Thông thì đang mùa quả sai chịu này, nhiều quả lắm này. Nhưng mà bọn này đặc điểm nó chỉ ăn cái quả thông nó đấy thôi, nó ương ương thôi. Quả già nó cũng chả ăn đâu mà. Cái quả mà người đang thấy đen đen kia là già hết rồi. Ông chú Viettel đang đi tìm sóng Viettel. Tìm tiếng chim à? Tiếng chim hỏi rồi tìm mà cho được. Không tìm nữa. Đâu có sóng. Có làm sao được. Mới đầu. Ôi, mấy thầy đâu hết rồi. Bữa cơm hôm nay đây nè. Tối nay sẽ làm cái lều đấy, mình ở đấy. Gốc cây nãy mình nói ấy. Bấm vào like đâu nhỉ? Đâu cái này ảnh mà. Ảnh mình bấm cho người ta. Đăng đấy. Đăng rồi đấy. Yeah, dương xỉ à? Dương xỉ. Loại này mình không ăn được nhỉ? Cái loại này nó giáp cái bờ suối chỗ ẩm ẩm ấy. Bờ suối ấy, nó có cái mụn cái ngọn nó to. Ăn được. Đang đi tìm củi này. Thứ sáu ấy đi tìm mủn định chỗ ngồi thôi. Ở cái bãi này đẹp chứ. Trống trơn như thế này. Xem mấy thầy kia đang phân tán ở mỗi người một nơi ở đâu. Quyết định chỗ nào là chỗ làm lều làm trại để chặt cây, chặt cành lá. Phủ xung quanh như thế này, phủ bốn bên như thế này. Xong trên này thì giải một cái bạt ra. Bọn mình mang sẵn một cái bạt. Chủ yếu chống sương ấy. Đêm sương với cả nhiệt độ nó xuống thấp. Làm một hai đống củi xung quanh như thế này. Là ấm ngay mà. Mình thông thì nhớ đến Noel vừa rồi. Đây là thông già rồi. Bọn sóc nó không ăn quả già này. Nhiều thật. Ở trong mình chờ đợi các anh với các chú là đi bẫy chuột đặt bẫy. Mình các bạn đi tìm xem có nguồn nước nào nó phù hợp không thì tối nay đấy, còn chỗ nấu cơm ấy, làm thức ăn. Cũng mang từ trên nhà đi một túi thịt nữa cơ mà. Phòng khi mà chiều nay không bẫy được chuột thì còn có cái để mà gắp. Đấy, đi xuống đây có cái khe nước. Nghe có vẻ không ổn lắm, nước bé quá. À, kia có một cái vũng nước kia, khả năng đủ sử dụng. Bới cái đống cỏ ra thấy con gì này, con dế à? Con đùn đạp dế, con dế.
cái hang ơi lòi ra con sên ở trong này chứ ghê chứ. Cháu đi kiếm củi để chuẩn bị cho đốt lửa trại đêm ngày hôm nay, tối ngày hôm nay. Giờ cũng hơn 4 giờ rồi. Củi là một củi, củi thì tha hồ luôn, đây trên rừng mà. Tha hồ củi, kiếm không khó. Lấy cái loại to. Gốc như thế này này. Đốt được lâu. Đây mọi người ơi, cả buổi chiều hôm nay thì thu hoạch kém quá. Đi cả buổi để có chú chim nhỏ nhỏ. Gà rừng này. Gà rừng. Cà la cạc. Thế là các bà đi tìm trâu hôm nay là không thấy rồi. Nhớt tay tớt. Người giáp ấy phải lưng vòng nhờ. Ghê chưa? Bà đi tìm trâu cả sáng đến chiều không thấy nó ở đâu, nó lẩn ở đâu mà đi ăn xa quá. Và đây mọi người ơi, là mấy anh em, là ba anh em đã còn đi vào trong rừng để bẫy chuột. Thế là hai chú cháu ở nhà vừa trông đồ vừa đấy đi kiếm củi, với cả là đấy mang một miếng thịt từ nhà đi. Bây giờ là đang chế đây, đây là chế cái cây giang ở rừng đấy, cây giang bên kia này. Đấy. Đóng làm hai cái cọc, rồi là một cái gậy xuyên ngang này, buộc lạt giang luôn, buộc vào miếng thịt này, nhìn thăn chưa? Thăn chưa? Đó. Đấy, nhàn chưa? Cứ thế làm xoay đây, nó chín là biết ngay. Đấy, anh Giai đi về là cao su thần trưởng, là sơi được hai em chim rồi, đang làm lông cho nó đó. Thì để mình quay đi. À cái này nó nặng bên kia nhỉ. Nhân lúc rảnh rỗi anh em còn đi bẫy chuột thì mình có hai cái cành cây giang này, hai thân cây này, vót đũa luôn, vót làm cái đôi đũa. Rồi. Cái giang dài này. Chú chưa còn lấy cây chít được mà. Đũa to bé chú sáu. Vừa rồi. Vừa rồi. Nên là gắt là con. Giờ 5 giờ chứ nhỉ? Gần đến rồi đấy. Nghe có vẻ có hạt mưa rơi. Tối nay ủi. Mưa ung sương.
về cũng dở nhá. 4 người thì làm 8 đôi. 8 đôi đũa. Cái rang này nó mềm lắm mọi người ạ. Mọi người còn hay Tết hay làm bánh chưng ấy thì lấy cái thân cái rang này này. Mình chẻ ra cái lạt. Cái lạt gói bánh chưng Tết. Quý khách đi theo á? Theo. Lắp mạng này. Đi lắp mạng xong rồi thì mình nghe cái tiếng cứa vào cái thân cây, cái dạng cái tre cái nứa thì kiểu ghê hết răng. Hãy thử cho những ai hay sợ tiếng này. Mình sợ muốn chết rồi. Mình cũng sợ, không biết những người mọi người nghe thấy có sợ không? Chắc là một số người sợ đấy. Ở âm thanh này này. Ích kinh. Mình nghe mình sợ thôi mà. Đây, cái đũa to gắp sướng. Tối lát nữa tối hẳn đấy thì đi soi ếch. Ếch này là đúa nó yếu, nó gáy mẹ đúa này. Ếch to quá là đấy. Gãy hết đũa. Cái này chủ yếu bỏ những cái cạnh xác của nó đi, đỡ đứt tay. Sợ đứt mồm. Không sợ đứt mồm, tay nghề mình cao mà. Sau một hồi quay miếng thịt này thì bây giờ đã có hiện tượng là chín vàng vàng dần rồi đấy. Lát nữa chắc là được rồi. Nóng lắm này, than đốt từ buổi chiều bao nhiêu than này. Xúc vào tay mà nóng lắm. Nướng này mới ngon này. Thì thầy thấy gì lạ chưa? Đây. Đây. Một. Hai. Đây đi hai chiếc tớ từ khác nhau này. Đôi đực đôi cái, chiếc đực chiếc cái này. Nhà không có điều kiện phủ lên. Này mà lấy được cái cây nó già tí, thân cây già bóp cho dễ. Nó có kỳ. Có cái vân của nó ấy. Có cái sớ. Bóp theo cái đường sớ đi. Đây khoe quả dao này với mọi người sao ạ? Thấy rõ chưa? Cái răng nó mẻ hết này. Sứt mẻ hết. Vót hơi khó luôn. Được đôi của chú rồi đấy, đẹp đấy. Nhận thôi. Đây thành quả đây mọi người ơi. Mình đã vót được 4 đôi đũa. Trông khá là ổn đấy chứ. Ai mà một đôi nữa? Ở 5 người nhỉ? Ôi quên mất, thì phải vót thêm đôi.
đến giờ nấu cơm rồi. Đong gạo ra đi, vò gạo rồi đấy để nấu thôi. 5 giờ rồi. Ba bát nhá. Gạo trắng tinh luôn này. 1 2 3 Khả năng tối thì cho thêm tí đi. 4 Ok. Để trưa mai là ăn bữa trưa mai nữa. Chưa về được luôn rồi. Chiều mai mới đi về. Coi như là một đêm hai ngày đấy. Ở trên rừng đấy. Hy vọng tối nay nó không dở trứng, nó mưa. Chết tội. Ôi. Xuống suối vào gạo đấy. Trời chuẩn bị tối, kiểu sắp xám rồi đấy, sương mù xuống rồi đấy.